kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới Duy thân mến chúc quý vị và các bạn bình an và hạnh phúc. Hiện tại bây giờ là Duy có một hành trình bắt đầu đi từ quận Bình Tân. Khu vực Duy đang đi là phường An, đường An Dương Vương. Khu vực này một bên là quận Bình Tân, còn một bên là quận 6 quý vị. Ở trước mặt Duy là mũi tàu An Lạc. Chú này trời ghê quá, không đang tìm nhà ai nha. Người nghiệp, có nhiều người ta tìm nhà ta ngó. Quay. Thông cảm nha, khoan hả qua nha. Bây giờ là đường vắng mà tâm lý đỏ, thấy chưa? Đường vắng là vậy đó, làm hết hồn cái chía luôn. Vừa nói xong ông nội kia ông quất cái cược ra liền. Rồi Duy vừa ra mũi tàu An Lạc quý vị. Khúc bên trái là công viên Phú Lâm. Duy đang đi đường này là đường Kinh Dương Vương, khu vực này là phường 13 quận 6 quý vị, phường 12 quận 6. Và Duy có hành trình đi ra ngoài đường Trần Quý, khu vực đó là quận 11, để Duy giao thức ăn cho người anh, giao cho anh Hùng. Đường Kinh Dương Vương, hướng Duy đi ra gần tới phía trước là vòng xoay Phú Lâm quý vị. Bây giờ đó là vòng xoay Phú Lâm. Cái hồi Duy biết á, là trước năm 75 là đây là cái ngã, chỉ là một cái ngã năm thôi, người ta gọi là cái ngã tư Phú Lâm, hay gọi là ngã tư Phú Lâm. Bây giờ đó đây nó có một cái ngã tư thôi, có nhiều ngã như bây giờ. Ủa, cái ấy đeo tay mình đâu ta, không lẽ mất cả ta? Cho trả cái băng đeo tay. Rồi cái băng đeo tay để nhà rồi bay ơi. Trời ơi liều quá, để nhà mất tiêu luôn. Đúng rồi, rớt mắt rồi, thôi lỡ rồi, để giao đơn hàng này xong thì tính. Hồi nãy cởi cái áo mưa ra rớt mắt rồi. Thank you.
Duy vừa qua cầu Phú Lâm, cầu Rạch Ông Vuông và Duy qua bên đây là đường Hồng Bàng quý vị. Duy vừa đến Bùng Binh Cây Gõ, hai cầu vượt Cây Gõ đây. Thì mình qua đường đường 3 tháng 2 để mình vô đường Trần Quý nó dễ hơn, đi vô chỗ đường Tạ Quyên nó dễ hơn. Duy đang chạy trên đường 3 tháng 2, phía trước mặt Duy là có ngã tư cắt ngang là đường Hàng Hải Nguyên. Wow, ghê quá. Đường Hàng Hải Nguyên tới nay cũng vẫn chưa có mở được rồi. Xong luôn ở Trần Quý, bữa nay khu này đóng ta. Trời ơi căng vậy. Khu này đóng thì mình lại đi lên này, hôm qua kia không đóng, đây này đóng ta. Hết cái đông đủ chỗ hết, nếu mà đóng này thì có mở đèn phớt có đều, ta mở phớt có đều đi. À đúng rồi, ủa tưởng đâu lạch thanh thăng mở luôn chứ, nhớ cho mở phớt có đều đi, những cái nước mà phớt có đều vẫn chưa mở lắm mà họ chưa luôn mày ơi. Làm liều mình chạy ngược ra chút xíu đi, chứ giờ sao làm liều chạy ngược ra chút xíu chứ giờ đường đâu mà đi. Wow chạy ngược chiều luôn, sorry sorry. Quý ra không cho vô luôn.
cho vô. Rồi đây là chợ Thiết luôn. Giờ tự nhiên nó bích cấm mua bán hết cái nhà cái anh này, mình tiền cũng hơi khó nha. Hay là trên kia nữa, ở chỗ trà sữa mang về. Đây đây đây, bây giờ tắt cái app vào đây cho nó đỡ ồn cái. Mình gọi cho anh Hùng trước. Anh Hùng ơi, em mua đồ cho anh rồi. À, em đang đứng trước cửa nhà anh nè. Phải nhà mình là ngay chỗ cái tiệm fashion Phương Vi không? Dạ dạ. Dạ dạ, bây giờ nè, em nói cho anh nghe nè. Anh đứng ở đi, em nói cho anh nghe. Em mua đủ hết cho anh ở siêu thị Cupmart có hóa đơn đàng hoàng. Cái đơn hàng này tổng cộng là 640.000. Thì theo như mua thì ở đây là dư 160.000, em để 160.000 vô cái giỏ cho anh luôn nha. Dạ. Yeah. Rồi khoan, đây. 640 còn dư 160. Đây. Đây hóa đơn. Đây mua của cái siêu thị Cupmart. Rồi. Đủ y luôn. Rồi để em để 160 cho anh. Dạ dạ có. Dạ 150. Rồi dư 160 ha. Rồi để em chụp cái nào lại, nếu giờ em quên. Wow, tự không ra nó đâu có chặn ở trong này đâu mà giờ nó ráp ra nó chặn hết trơn ta. Dạ. Cupmart. Trời ạ. Rồi. Dạ không có gì. Rồi. Để mình gắn máy vô cái mình chạy một vòng đường Trần Quý để mình quay. Giờ tiếp tục hành trình của mình là đi qua quận 8. Mà mình đi cái đường Trần Quý đi.
cái đường này ra là sẽ bị chặn. Để giờ mình đi một vòng đường Trần Quý cho anh Hải xem cái cảnh đường Trần Quý. Anh Hải ơi, em đã giao cái bọc đồ cho em Hùng. Thấy Hùng trẻ quá, chắc em kêu bằng em được. Thì tổng thành tiền là em mua 640, coi như mình dư khoảng 160 thì đưa cho em Hùng luôn. Rồi em cảm ơn anh Hải đã giúp cho em có công việc làm, cũng như anh đã cho em chút tỉnh tiền. Trong đó là nói chung là anh cho em tương đương 300.000, em cảm ơn anh Hải nhiều lắm. Em gửi lời thân mến chúc anh và tất cả mọi người luôn luôn mình an và hạnh phúc. Rồi đây chặn luôn rồi. Bây giờ mình đi xuống đường Dương Tử Giang thôi. Thì là cái em cố tình anh chạy một vòng cho anh xem lại cái đường Trần Quý, nhìn cũng để nỗi nhớ nhà ha anh Hải ha. Rẽ trái vào Dương Tử Giang. Rồi, đây là đường Dương Tử Giang. Khu vực này thuộc về phường 4, quận 11. Đằng kia chặn luôn. Đó, đi theo chiếc xe tải này. Xe tải này cũng đi làm vòng luôn. Mình qua quận 8. Đường xá giờ chặn hết rồi. À, đừng nói ra đây, chặn luôn nha. Chứ gì nữa. Mày ra được không? Gì vậy, lọt vô đây rồi không có được ra ta. Trời ơi. Kỳ lạ vậy. Rẽ trái vào đường Ngọc Thành, sau đó rẽ phải vào huyện Trí Thanh. Đây là một chiếc thanh không có đường ra chàng. Rẽ trái huyện Trí Thanh. Mưa tới nữa rồi. Rồi, hết đường đi hả? Đi đâu? Đi ra ngoài Nguyễn Chí Thanh. Bây giờ ra 3 tháng 2 rồi không nào? Ra 3 tháng 2 rồi không nào? Vậy tôi ơi, vô đây được rồi, không đường ra. À rồi, được rồi, cảm ơn nhiều nha. Luôn cái mẹ nãy giờ mặc áo mưa ra rớt mẹ cái chữ shipper mất tiêu rồi. Cởi áo mưa ra rớt mẹ hồi nào không hay luôn. Còn đúng rồi.
đi qua quận 8 có 2 cây số mấy. Công Thiện Vương mà chạy vậy các bạn, chạy qua chạy qua chạy qua chạy bỏ tay luôn. Ý, có thòng phía à. Đi lấy kiện được không? Trời ơi, sợ thiệt. Đây đi vô trong chợ Thiết và đường Trần Quý duy nhất có một đường một. Yeah, I got it.